Thưa quý vị, xác định công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm động lực là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Từ đầu năm đến nay, quận Liên Chiểu đã phối hợp với các sở ngành triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 để nhanh tiến độ giải tỏa các dự án. Sau khi hoàn thành phần xây lắp, những ngày qua, đơn vị thi công dự án trạm xử lý nước thải Liên Chiểu đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường đi vào trạm ngay sau khi địa phương bàn giao mặt bằng. Tổng thể dự án có 216 hồ sơ giải tỏa đền bù. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và quận, phường Hòa Khánh Bắc đã tích cực phối hợp triển khai công tác tuyên truyền vận động giải quyết các kiến nghị của người dân trong khu vực dự án để tìm tiếng nói đồng thuận. Qua đó, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Phường bàn cái nhiều cái cách đó là thông qua mặt trận, đoàn thể khu dân cư để mà tiến hành đó là gặp gỡ, tuyên truyền cho người dân người ta biết. Thì ngày 15 tháng 10 năm 2021 là Ủy ban quận đã tập trung và triển khai là cưỡng chế và thực hiện được 6 hồ sơ theo chỉ đạo của đồng chí bí thư. Và sau khi nhận được mặt bằng thì ban quản lý đã triển khai yêu cầu nhà thầu triển khai tập trung nhân sự, máy móc thiết bị và sẽ thi công hoàn thành đúng tiến độ. Cùng với trạm xử lý nước thải Liên Chiểu, một số dự án khác cũng đã có chuyển biến tích cực trong giải phóng mặt bằng như tuyến kênh thoát nước và vệt cây xanh cách ly với khu dân cư đi qua địa phận hai phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Hiệp Nam. Các dự án trục 1 Tây Bắc, khu du lịch sinh thái Nam Ô hay quần thể du lịch Làng Vân. Đồng thời, quận cũng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 6 dự án thuộc nhóm 1 triển khai từ năm 2018 cũng như 11 dự án trọng điểm khác. Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương khắc phục khó khăn, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp khác nhau. Hiện nay thì địa phương đang tập trung cho các dự án trọng lực trọng điểm của thành phố như là dự án tuyến kênh thoát nước, vệt cây xanh cách ly, dự án kỹ thuật xã Anh Viên và dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô. Thì đây là một trong những dự án quan trọng của thành phố. Hiện nay địa phương thì tập trung cả hệ thống chính trị từ đảng ủy, ủy ban, mặt trận và các ngành đoàn thể cùng phối hợp với các khu dân cư và ban giải phóng mặt bằng quận để mà tập trung trong cái công tác vận động giải tỏa đền bù. Trong bối cảnh đầu tư xã hội bị ảnh hưởng bởi COVID-19, thì việc đẩy nhanh đầu tư công sẽ góp phần quan trọng để từng bước khôi phục và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, tại buổi làm việc với quận Liên Chiểu mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị quận phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, ban quản lý dự án, tập trung xử lý vướng mắc để nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa trong thời gian đến. Trong công tác giải tỏa đền bù, cần bảo đảm tối đa quyền lợi cho người dân có đất thu hồi, đồng thời kiên quyết thực hiện đúng quy định, quy trình về kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp hộ dân đã bồi thường đúng, đủ theo quy định nhưng vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng.